Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình lại hướng dẫn mọi người khoét tay ra điểm. Mình có mẹo khoét tay ra điểm rất nhanh và đẹp. Thì cho anh em nào mà chưa khoét tay ra điểm bao giờ thì qua clip này tham khảo nhé. Thì khoét tay ra điểm thì rất là dễ thôi, không khó gì cả. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị những bước đơn giản thôi. Thì anh em like đăng ký kênh để mình có động lực để làm những cái clip hay hơn nhé. Thì qua clip này thì mình sẽ chia sẻ mọi người là khoét tay ra điểm như thế nào. Thì mình có một cái mẹo rất là đơn giản thì muốn chia sẻ cho anh em cho nó để anh em khoét nó nhanh và cho nó tiện, chứ không khoét tay ra điểm không phải là khó đâu, thì rất là dễ thôi. Ok anh em nhé. Hello anh em nhá. Anh em cho một like và một follow cái nhá. Cánh của mình nhá. Cái cánh này đây, đây là bản lề mình bắn bên này. Bản lề chữ A bắn bên này nhá. Đây đây tay ra điểm ở đây. À, tay ra điểm ở đây. Thì cái cửa của mình là cửa ba cánh. Thì chúng ta sẽ mở ra một phía nhá. Tay phải đẩy ra. Đấy, tay ra phải đẩy ra thì tay ra điểm bên này. Đó, một người có tay ra điểm một người xác định đâu là chân, đâu là ngọn. Đó. Bao giờ điểm chân lên cái tim tay cầm này. Đây là cái tay cầm nhé. Đây là tim tay cầm. Bao giờ tim phải thấp hơn bên trên nhé. Đó, khi mà chúng ta căn chỉnh cái ở mặt sàn lên nữa. Vì đây là cái cửa sổ. Thì cái mặt chiều cao của mặt sàn nó cách trên khung bao là 75 phân nhé. 75 phân mình cộng thêm 60 phân nhé. Nên là mình kéo từ cái cánh này đến tim của khung của tay ra điểm là 60 đó, thì vẫn thấp hơn bên trên kia. Thì mình lấy 60 mình làm tâm của mọi người bao nhiêu ấy, thì mọi người sẽ căn chỉnh theo kích thước của mọi người tùy thích tùy ý hoặc tùy của gia chủ nhé. Đó, mình sẽ tiến hành mình khoét sau đấy nha. Mình để cái cánh này xuống dưới nhé. Đó, để cánh xuống dưới cho mọi người dễ hình dung nhé. Tiến hành quét nhé. Đây, anh em sẽ kéo lên cái tâm của anh em là bao nhiêu. Bình của mình là mình lấy là 60 nhá. Đó, 60. Đây tâm của cái tay ra điểm này. Cái tâm của cái sống lưng này. Cái này gọi là tâm nhé. Tâm. Thì nó bắn như này. Đó. Tâm là 60. Đầu tiên là bước đầu tiên là anh em kéo một đường lên 60 tâm. Xong chúng ta sẽ lấy một cái dưỡng nhé. Thì để lấy một cái dưỡng như nào thì mình có cái mẹo nhá. Mình muốn chia sẻ với anh em nhá. Quét rất là chuẩn và rất là ok nhá. Anh em xem sau đấy nhá. Thì đây là chân nhá. Bước đầu tiên là anh em vạch một đường này. Đó, bước thứ hai là anh em sẽ lấy một cái ke nhá. Đây. Anh em lấy một cái ke nhôm thường, anh em cắt 5 phân. 5 phân nhá. Đó. Làm cái dưỡng. Anh em lấy cái chiều 2 phân rưỡi này nhá. Chiều này là chiều 3 phân này, anh em lấy 2 phân rưỡi này. Đó. Anh em úp ôm vào đây. Đó. Úp ôm vào đây. Được chưa? Úp ôm vào đây nhá. Đó. Anh em cái ke này nhá, anh em trên cái ke này anh em vạch một vực mực đây, chia đôi ra. Có 5 phân thì anh em chia muốn chiều là 2 phân rưỡi nhá. Đó, chiều là 2 phân rưỡi. Chiều là 2 phân rưỡi nhá. Đó. Đó, đây là cái tâm nhá. Thì song song với cái tâm ở cái ke này nhá. Anh em đặt cái vạch mực này. Đấy. Song song đặt trúng cái tâm vạch mực này nhá. Đó, vạch là 600 này. Xong em vẽ theo cái đường của nó. Đó. Em cứ ốp chặt vào đây, xong anh em cắt. Cắt là xong đây. Cắt nha. Vậy là xong rồi nhá. Xong mặt trên. Đó. Xong rồi ta bẻ cái này đi. Thấy chưa? Nỗ rất là đẹp.
mọi người thấy không nhá, nỗ rất đẹp nhá. Đó. Anh em ốp vào đây nhá, khi mà anh ốp vào đây anh em cho cái lưỡi cắt, anh em cắt vào đây thì nó rất là phẳng và đẹp và thẳng. Đó. Rất thẳng đúng không? Đó. Đây nhá, đây là cái tâm của nó đúng không? Đó. Đó. Vì cái hành trình của cái hành trình của cái lưỡi gà này này. Đây, cái hành trình của cái lưỡi này nó chỉ có 5 phân thôi nhá. Đây. Trong lòng của nó chỉ có 5 phân thôi. Nó di chuyển theo hành trình của nó là có 5 phân đấy nhá. Thì tương ứng mấy cái lỗ này phải có 5 phân. 5 phân 5 phân rưỡi đều được. Thì anh mang cắt cái này là 5 phân. Đó. Đấy, ok. Đấy, xong mặt trong nhá. Rồi tiến lên mặt này. Mặt này thì anh em cũng quen vậy thôi. Mặt trước xong rồi nhá. Thì anh em sẽ dựng cánh lên. Anh em khoan cho mình 3 lỗ. Để chúng ta xẻ một cái đường ở đây. Thì chúng ta sẽ tương ứng với cái tầm này này. Tầm này chúng ta khoan lỗ. Tầm này chúng ta khoan lỗ đây. Tầm này khoan lỗ đây. Đó. Xong anh em cho máy cắt và anh em xẻ. Đây nha, 3 lỗ nha. Ba lỗ. Còn lỗ đây đúng không? Anh em xẻ một cái đường thẳng ở đây. Để cho cái thanh chuyển động nó vào đấy. Đó. Ta moi cái nhôm thừa ra. Đó. Đây nhá. Lỗ đây đây. Đó. Cái chiều dài lỗ này nhá. Cái chiều dài lỗ này phải bằng cái chiều dài của cái viên lưỡi gà nhá. Đó. Vậy là xong. Thì chúng ta chỉ cho thanh ra điểm ở đây thôi. Ta tháo cánh nha, chúng ta cho thanh ra điểm vào đây. Ở trong là nhét chốt vào. Nhét chốt vào trong này. Là ok. Nhét chốt vào, chúng ta bắt đầu bắn tay cài vào là xong. Rất là dễ luôn. Ok anh em nhá. Đây. Đó. Đồ giống nhau. Đó. Anh em nhớ cho mình một like nhé. Một like, một đăng ký. Cực đơn giản, cực dễ. Không có gì phức tạp. Tại vì mình đang quay clip, mình mọi người cảm thấy nó phức tạp thôi. Nhưng mà để mà quét quen và nhanh ấy, thì nó rất là nhanh. Một ngày có thể quét 100 cái. Đó. Này, anh em cứ lấy cái ke này, này. Cái này ốp vào thành này. Quay cái mặt ngắn ấy. Chia đôi ke ra, quay mặt ngắn vào đấy, ốp vào đây. Nó mới cắt xẻ phát được đường này. Khi mà cái lưỡi cắt nó tì vào đây, nó cắt cái điểm này rất là bằng. Đó, ok anh em nhá. Đây là bộ đa điểm nhá. Bộ đa điểm nó có như cái này. Đây là một tay đa điểm này. Anh em đi lưu ý đi mua nhá. Là phải có cái này này, lưỡi này. Đó. Lưỡi là điểm này. Đó. Đây là cái hãm nó lại. Đây. Đó. Và một thanh là điểm nhá. Thanh là điểm thì nó có loại 30 20 à đâu, 30 hình như 30 nhỏ nhất. Từ 30 đến tầm 1m2 nhá. Thì cái thanh của mình là thanh 80. Đó, tùy theo cửa của mình to nhỏ như nào. Và đây là cái chốt. Đó, cái chốt là khi mà đút vào ấy
cái lưỡi gà này nó móc vào đây, móc vào đây. Đấy. Đấy, móc vào đây nó sẽ đẩy cái thanh ra điểm này nhá, đẩy cái thanh ra điểm này lên xuống. Đó. Đây, đây là cái chỗ đó đây, móc vào đây, chỗ vào đây. Anh em bột anh em là vặn vít lại, hoặc là đây chúng ta dùng hai con tán ba chúng ta bắn lại. Đó. Đấy, hơn. Bắn tán thì nó chắc hơn. Đấy, đây là điểm đây. Đây là thanh này, thanh chuyển động nhá, thanh chuyển động này sẽ cắn vào đây. Đó, đây là cái cánh. Móc vào đây. Hoặc là chúng ta sẽ bẻ tay thì nó sẽ gạt lên gạt xuống. Làm cái thanh chuyển động nó chuyển động đi, chuyển động lên xuống. Khóa vào hoặc mở ra. Đó. Và hai cái vấu này. Đó. Hai cái vấu nhá. Đó, hai cái vấu nó tương ứng với hai cái vấu này. Phải vấu trên và vấu dưới. Đấy. Dưới đây. Đó, cái vấu này khi mà cái vấu này chúng ta bắt vào khung bao nhé, bắt vào khung bao thì cái này nó sẽ móc vào, khi chúng ta bẻ tay lúc này nó sẽ móc vào cái vấu này, đó. Rất là chắc, đó. Rồi mình cho vào thử nhé, đấy để cho thanh đa điểm là rất là đơn giản thôi. Còn người tháo cánh nha, tháo một bên cánh nha. Ta nhét thanh ra điểm vào. Đó, anh em chỉ cần tháo như này thôi. Đó, nhét thanh ra điểm vào. Đó, vậy là xong. Sập vào vị trí ban đầu. Nó bật chặt lại. Bạn nóng nó cũng được, thì lúc nào khi chúng ta cho kính vào thì chúng ta là khi mà cho kính vào doang bắt đầu cho hết các thứ vào chúng ta mới vặn chết các thứ lại nhé. Đó. Đây đang di chuyển này, chuyển này, chuyển này. Bây giờ mình sẽ cho cái chốt vào nhé. Đó. Khi mà do di chuyển cho cái chốt vào thì nó chỉ di chuyển được vào cái hành trình của nó thôi nhé. Đó. Rồi chúng ta sẽ lấy tán chúng ta bắn vào con vít này lại, bắn hai con này lại để cho thanh ra điểm nó rơi ra ngoài nhé. Vậy là xong rồi em. Đây tay đa điểm đây, không nào, nó tự vào nhá, cái bé nó tự di chuyển nhá, tay đa điểm từ chốt từ mâu tự di chuyển, đó, thấy chưa? Nhìn cái vấu nhá, vấu nó tự di chuyển này, đó, đó, đây là chế độ khóa này, khóa để cái tay cầm nó ở bên dưới nhá. Mà mở ra thì nó thành chiều ngang nhá. Anh em lưu ý nhá, không bắt nhầm. Đó. 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 Ok anh em nhá.